Chào cả nhà, nay mình lấy cái con gạch này mình đánh rồi. Đây, con gạch nè, chạy dài 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 ra ngoài đó, cái đường lộ này xe chạy tới chỗ luôn. Vườn giờ đường lộ không ngon lành lắm. Đây cây chắc mình đánh chỗ này ra, móc chỗ này mình đánh đi, hồi đi rồi có không có thì mình đánh dài dài ra vòng vòng bên đây đánh khu này coi. Ở đây mình móc lỗ rồi, đây có lỗ móc rồi đó, móc xong nãy giờ mồi của mình vẫn là thính thức ăn. Cái này thì để mình thả thính, còn này để mình câu, với mình câu với dế. Đây cũng là thức ăn viên 5 ly dành cho cá rô, mình bón có xe nhuyễn ra chọn đơn giản chứ không có gì hết. Ở đây mình xuống cần coi. Câu cá gạch này hôm bữa móc 5-6 lỗ, lỗ ở một hai con cá à, không có nhiều. Ghĩa đó ha, ghĩa giật giật kìa, ghĩa giật giật, ghĩa giật giật, chính vô kỳ. Đây được một em đây, ngon lành. À ngon chưa, cú quay nó đã. Nó cái giật 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 lên tim xì xì kìa, hấp dẫn không, ăn gì ta lắc là lắc ngộ người ta. Nó rồi buông rồi, buông rồi. Tiếp tục lên hàng đó, từng dế đây u nu con nào con nấy u nu. À, quá mập nè, rồi dính quậy dính quá dính.
Đó, hàng khủng không. Lôi đâu rồi dữ vậy? Lôi đâu dữ vậy? Trời ơi, lôi phui phui. Xuống cần nữa, lên cá nữa rồi. Lên hàng. Hay, quá ngon. Con nào nó lấy nó ú rồi nè, nó biết không? Nước chảy quá, thả vô đó thì cho nó cản lại bớt, đừng trôi. Nó em ơi, lên đây. Không, quá đã. Con nào cũng thấy nè, ú mềm luôn, ngon lành ngon lành. Thả lại. Tiếp tục chờ đợi là còn em nào nữa không đây? Nó nữa nè. Lên hàng. Em này em bé hơn mấy em rồi, rồi em rồi bự cũng ú. Thu cận nước rồng quá rồi, cá hết ăn rồi. Đây thành quả được nhiêu đây? 5 em. Ngon lành không? Nhiêu đây cũng ăn được 2 ngày rồi.
quá, bây giờ trời chuyển mưa quá chuyện. Nó đang thui chân rồi, sợ mưa nè, thôi về đi. Mời đánh tiếp. Thôi mình kết thúc video đây luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo.